Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về định hướng phát triển đô thị trên địa bàn huyện, giao Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ liên hệ đăng ký làm việc với Bộ Xây dựng để thẩm định đề án và công nhận thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thị trấn Cờ Đỏ sẽ là trung tâm hành chính chính trị, trung tâm kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật của huyện Cờ Đỏ và vùng phía tây thành phố Cần Thơ, định hướng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Thị trấn Cờ Đỏ có diện tích gần 832 km², dân số khoảng 50.000 dân. Phía đông bắc giáp xã Thới Hưng và xã Thạnh Phú, phía tây bắc giáp nông trường Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú, phía đông nam giáp xã Đông Thắng, phía tây nam giáp xã Thới Xuân. Thị trấn Cờ Đỏ giữ hướng phát triển theo cấu trúc hướng tâm kết tuyến tính. Các lõi trung tâm đô thị gồm trung tâm đô thị mới và trung tâm đô thị truyền thống, đô thị phát triển theo hướng đông tây với trục trung tâm là đường giao thông đối ngoại 4 tổng 1000, đường tỉnh 922, đồng thời mở rộng và phát triển các khu chức năng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp du lịch sinh thái theo hướng bắc và đông bắc, kết hợp với đường vành đai thị trấn Cờ Đỏ. Khu trung tâm đô thị mới với hạt nhân là quần thể khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng, khu hành chính tập trung cấp huyện, định hướng quy hoạch phát triển mở rộng cụm công viên dọc kênh 4 tổng và công viên quảng trường trung tâm của khu hành chính. Khu trung tâm đô thị truyền thống với hạt nhân là khu vực chợ và khu dân cư hiện hữu lâu đời, gắn với sự hình thành và phát triển của thị trấn Cờ Đỏ. Định hướng quy hoạch bổ sung các khu chức năng công cộng, cải tạo chỉnh trang và nâng cấp đô thị. Khu đô thị mới phía Tây phát triển gắn kết với khu trung tâm mới, định hướng quy hoạch bổ sung các khu chức năng cấp đô thị, xây dựng các khu thương mại dịch vụ và đơn vị ở mới, đồng bộ về kiến trúc cảnh quan và hạ tầng.